tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và thành cổ Quảng Trị, trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước anh linh những người con ưu tú của tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại hòa bình, độc lập và tự do cho nhân dân. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỉnh Quảng Trị luôn tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ nhân các dịp lễ Tết của quê hương, đất nước để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.